Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Phạm Dương, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Phạm Ánh Dương, anh em Phạm Hưng, anh em Tuấn Nghĩa, anh em Phạm Nhật, anh em Ròm và anh em Bùi Lộc. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Tôi đã quay trở lại rồi đây anh em ơi, sau một tuần bị ốm thì tôi đã quay trở lại làm clip. Mấy hôm trước thì giọng nó không thể nói được anh em ạ. Họng nó đau quá. Đấy, anh em nghe giọng tôi cũng biết là bây giờ hiện tại nó vẫn đang có cái dấu hiệu là nó cái họng nó đang có vấn đề. Đấy, nó chưa được ổn cho lắm. Hy vọng là mấy ngày nữa thì cái giọng của tôi nó sẽ được cải thiện để cho cái chất lượng của video nó ok nha anh em nhá. Đen thật sự anh em ạ. Mới đầu năm đã bị ốm lặng rồi. Ốm lần này là ốm khá dài đấy, ốm tận một tuần. Mà bình thường tôi cũng chỉ ốm khoảng 2-3 ngày thôi. Mà mới đầu năm, mới ra Tết đấy, vừa mới bước vào công việc một cái, thế là ốm ngay. Cái tuần trước khi mà tôi ở quê vợ lên ấy, là tôi cũng định là sẽ live stream để khai xuân ấy, ở trên kênh ấy, nhưng mà lại bị ốm mất giọng anh em ạ. Họng đau cũng không live stream được. Quá là đen luôn. Đúng là 5 tuổi có khác. Dã man. Không hiểu là 5 tuổi nó sẽ còn có những cái gì đang chờ đợi tôi tiếp theo ở trong năm nay. Nhưng mà đầu năm đã thấy là đen lắm rồi đấy. Nhắc đến 5 tuổi, 5 con rồng thì tôi lại nhớ đến anh em Nguyễn Duy Minh. Trong clip ngày hôm nay thì tôi xin làm clip để dành tặng riêng cho anh em Nguyễn Duy Minh, thay cho cái lời cảm ơn. Cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh trong suốt khoảng thời gian một năm vừa qua đã đăng ký hội viên ở trên kênh, ủng hộ cho tôi. Cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh rất là nhiều. Và tôi hy vọng là anh em Nguyễn Duy Minh sau này vẫn sẽ tiếp tục yêu quý kênh như thời điểm hiện tại anh em nhé. Và ở trong cái video clip ngày hôm nay thì anh em Nguyễn Duy Minh có mong muốn là tôi sẽ làm một cái bộ mà chơi co là rồng đầu năm. Vì năm nay là 5 con rồng anh em ạ. Đấy, ok. Và trận này tôi nhắm ở trong một cái trận đấu ấy mà nó có cái con rồng 5 đô để tôi chơi cái bộ 5 rồng. Thì ở trong trận đấu này cũng có nhiều người cũng có cái ý định giống tôi, đấy là chơi cái bộ 5 rồng anh em ạ. Quá dã man. Co là rồng thì chỉ có chơi được co là rồng 4 đô hoặc là rồng 5 đô thôi. Còn một con nữa là con rồng mập cũng có thể làm co. Nhưng mà gót đỏ rồng mập, gót đỏ rồng mập thì phải có con Bad Omen mới chơi được. Trong trận đấu này không có Bad Omen anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ bỏ luôn cái bộ gót đỏ đi. Gót đỏ cộng rồng mập là sẽ không chơi được đâu. Ok. Rồi. Hiện tại tôi đang tận dụng cái bộ Greater đầu game. Greater bắn trưởng rất là ok. Vừa bắn trưởng lại vừa khống chế. Tí nữa tôi có 3 mét thì có thể chúng ta sẽ thay vào luôn. Cái con Heaven Bomber này mà nó lên 2 sao. Nếu mà có thêm cái con Thunder Spirit thì nó sẽ rất mạnh. Tầm này Greater là ổn đấy. À úi rồi. Ác mộng này. Ác mộng à. Thực ra con ác mộng ấy, bây giờ tận dụng cho vào thì nó cũng không mạnh lên nhiều. Ra này tôi định là tôi sẽ bán để lấy tròn tiền. Cái con này ấy, nếu mà giả sử như mà tôi không bị bó buộc bởi cái bộ 5 rồng 9 mét ấy, thì có thể tôi sẽ mua con này chơi. Kiểu tí nữa có thể là nếu mà khó quá đá sang Warlock ấy. Warlock cũng rất là ok. Là thôi anh em ạ. Trận này cố tình nhắm cái bộ bài mà nó có con rồng 5 đô để chơi 5 rồng 9 mét mà. Ui vớ vẩn, ra này thua này.
Thằng này gặp ngay cái thằng Lam Rồng này. Thằng này tí nữa tranh bài. Baby Gia. Baby Gia tí nữa đánh tranh bài. Trận này tôi thấy có 3 thằng nó có ý định chơi. Ngoài tôi ra là còn 2 thằng nữa anh em ạ. Dã man. Ok, cái này ngon hơn. Greater không mạnh bằng là 3m kết hợp đâu. Bây giờ chúng ta up cấp lên là chúng ta có thể có thêm 2 Clive nữa này. Hay là thôi nhỉ. Rồi, có cần up cấp không? Thêm một con nữa, thực ra là cái con Clive này nó cũng không mạnh lắm. Cái con ngựa này. Đấy, đằng nào cũng thua mà. Round này gặp 4 Clive thì thua thôi anh em ạ. Không ăn được đâu. Agali của lại 2 sao. Ơ nhưng mà cũng vẫn ăn được này. Thậm chí là tôi còn không cần up cấp tôi cũng ăn được ạ. À. Điêu thật. À đây rồi. Rồng đấy rồi. Quả vừa rồi anh em có thể tin được không? Bình tĩnh. Cái round trước ấy, tôi mua con ngựa để tôi lấy cái quyển sách ở round 10. Nhưng mà cái round này nó không ra con human nào nên thôi, bán đi. Round tiếp theo gặp thằng nào đây? À, gặp thằng đang eco anh em ạ. Thằng đang eco. Gặp thằng đang eco đang bị out. Thôi, không phải làm gì cả. Đấy. Cái round 9 rồi không up cấp là tôi có một cái lượng tiền tiết kiệm được khá lớn. Ở những cái round tiếp theo. Ok. Đồ này lấy cái gì? Blink. Blink để cho con Heaven Bomber nó bằng sau bắn trưởng sớm hay là một cái hồi năng lượng nhỉ? Cái hồi năng lượng này thì cũng hay. Cũng hay. Chúng ta có 2 viên là được 50% mỗi viên đấy. Ok, lấy cái xích. Tức là 100% tăng mana đấy. Cũng không lâu lắm đâu anh em ạ. Tung trưởng cũng khá nhanh. Dạo gần đây tại sao mà tôi lại không lấy cái Blink? Mặc dù là cái Blink có rất nhiều anh em bảo là khá là ngon. Mà tôi bị một cái ám ảnh đấy là có cái con AM nó kè ở đít anh em ạ, nên là tôi không có lấy cái Blink. Bị AM kê, bị tabu chờ đấy. Kê ở đít quá nhiều nên là nó trở thành cái lỗi ám ảnh rồi. Bây giờ cứ cái con Heaven Bomber đứng ở cái vị trí này không bao giờ bị kê đít luôn. Không bao giờ bị dí vào. Thế nào rồi cũng có thể tung trưởng được. Đấy. Chứ còn Blink xuống phía dưới mà bị con AM nó kê vào đít thì thôi. Xác định luôn là tới chết cũng không bắn trưởng luôn. Chính ra nha, cái xích đấy rất là ngon luôn. Anh em có để ý không? Cái xích ấy, thực ra cái xích đầu game rất là khỏe. Nó chói mà làm cho đối thủ không đánh được này. Không đi được này. Hơn là cái cấm đánh luôn. Cái cấm đánh là nó còn đi được, nó còn di chuyển được. Nhưng mà cái xích thì nó không có di chuyển được luôn. Cái xích này mà kiểu bọn assassin ấy thì nó bị xích lại thì cực kỳ hay luôn. Ok. Trận này khá nhiều người chơi mết đấy nha. Có cả God Warlock cũng có luôn. Không biết là có phải là hai nhà chơi God Warlock không nhỉ?
Witcher à? À có Witcher luôn nhá. Có Witcher, có Witcher. Có mấy thằng tôi thấy mua cả AM, mua cả Tabu, à mua cả Tabu Witcher, mua cả Fallen. Khả năng là sẽ chơi chuyển về là chơi Witcher đấy. Mạnh thật sự anh em ạ. Tầm này Heaven Bomber đang gánh. Rồi. Mặc dù là tôi không có chuỗi đâu nhưng mà một cái được một cái đội hình tương đối là dự máu tốt. Đấy, và tương đối là rẻ tiền, tiết kiệm được khá là nhiều tiền đấy. Anh em có thể thấy là mặc dù không có chuỗi nhưng mà level 7 31 tiền. Quá là ok rồi. Đấy, tuy nhiên là vẫn có một cái thằng level 7 với 50 tiền nhá. À, khả năng thằng đấy là sẽ chơi Witcher đấy. Thực ra nếu mà chúng ta xác định chơi 5 rồng thì cũng không sợ Witcher lắm đâu. 5 rồng nhưng mà lại còn 9 mét nữa. Thì tôi chấp cả bố thằng Witcher luôn. Sang đây. Bố Witcher không làm gì với tôi luôn. Có chuỗi này anh em này. Rồi. Hiện tại thì mới có 3 mét thôi. Chưa có 6 mét. Nhưng mà kể cả bây giờ có 6 mét ấy, thì tôi cũng chưa chắc tôi đã cho vào đâu anh em ạ. Bây giờ có đủ 6 con mét thì tôi cũng chưa chắc tôi đã cho vào. À đủ rồi. Quên mất. Vừa ra con flame mà. Đấy, tức là đủ rồi đấy. Đủ rồi nhưng mà thôi tôi cũng chưa cho vào. Bởi vì làm sao 6 mét yếu hơn. Ở đây 3 mét nhưng mà nó còn kẹp được rồng. Nó kẹp được rồng, nó kẹp được cái gì, nó kẹp được hai con hai sao. Mấy cái round này thực ra ở những cái round đầu này bây giờ tôi cũng không mong chờ vào mấy cái đồ lắm anh em ạ. Thực ra đồ nào của chúng ta cũng có thể chơi được mà. Chủ yếu là đồ ở những cái round mà chúng ta lấy đồ blue ấy. Đây là cái ngọc giảm hồi chiêu ngon nhất rồi. Ô hay, có con này, được. Lên 8. Kiếm mấy cái free roll đã. Được quá nhỉ. Chính ra cái ngọc giảm hồi chiêu nhá. Cái món này cực kỳ ngon luôn. Lại là một cái bờ linh. Có nên lấy bờ linh tung trưởng sớm không nhỉ? Tôi nghĩ lấy cái bờ linh này thì nó cũng không cần thiết. Bởi vì là bây giờ nó đã được cộng 200% mana rồi. Thôi không cần đâu. Gặp thằng Eco, tức là thằng này nó sẽ không có khả năng cắt chuỗi của tôi. Ở ra 16 ngon. Ui ra khỉ đấy. Ui vại đài. Hôm nay chơi rồng mà. Điều thật. Ra khỉ chả nhé lại mua. Rôn phát xem nào. Ui ra già. Ơ từ từ nha, nếu mà con già này chơi 6 mét ngon này. Con già này thôi ra 6 mét chơi luôn. Thiếu 1 mét à? Đây. Chơi 6 mét luôn chứ. Đương nhiên. Tôi chỉ không chơi 6 mét khi mà nó chưa ra con già thôi. Còn bây giờ ra con già thì đương nhiên rồi. Nó phải là 6 mét. Ơ quên. 6 mét nhưng mà lại... Ui rồi lại bom này. Hay nhá. Được quá nhờ. Ok chưa? Quá khỏe. Ra vừa rồi quên không cho human vào ấy. Bây giờ mới nhớ ra. Có được 3 rồng đâu mà cho cái con rồng 1 tiền vào làm gì. Rồi.
cái góc ngọc giảm hồi chiêu này là nó rất là hay. Nó vừa giảm cooldown của skill mà nó lại vừa cộng cái phần trăm tăng mana ấy. Nó cộng cho tới 100% cái lượng tăng mana. Ơ? Ui giời ơi, bây giờ bạn mới vào. Bạn vào, bạn đi luôn rồi. Bạn vào bây giờ là quá muộn rồi. Ui giời ơi. Bị out anh em ạ. Đến lúc vào thì hết game. Kinh nghiệm sách từ bây giờ có cơ hội lên 11. Ok. Cái con ngộ không tôi nghĩ là nó ra thì tôi mua tạm vào thôi, chứ còn tí nữa tôi cũng bán đi. Anh em nhỉ? Chắc là tôi bán đi đấy. Chứ còn bây giờ ngộ không thì cũng chả có slot mà nhét vào. Nếu mà chơi ở trong trận đấu này tôi nghĩ là chỉ lên được 11 thôi, chứ còn lên 12 hơi khó. Tầm này không ra human thì còn lâu mới lên được 12. Tiết kiệm mỗi ra một quyển sách thì may ra lên được level 11. Đấy, may ra nhá. Ở trận này có nhiều người tranh bài tôi nghĩ là cũng khó ấy. 11 thì nó sẽ là 5 dòng 9m, nó đủ bộ rồi. Nên là chắc là tôi sẽ không có cái slot cho ngộ không. Bom nổ đau thật sự. Hai mươi mốt lên chín. Chúng ta có lên up lên 10 sớm không nhỉ? Lên 10 sớm thì thêm được cái gì? Lên 10 trong cái tình trạng của cái bài hiện tại, nếu mà chúng ta lên 10 sớm thì chúng ta chả có thêm được cái gì vào. Thêm được 3 rồng. Và trận này có chỉ có 2 người chơi rồng thôi anh em ạ. Trận này có 2 người chơi rồng. Đây này, cái món đồ này là cái món đồ quan trọng này. Bắt đầu từ round 20 trở đi ấy, là bắt đầu có những cái món đồ blue. Úi dồi ôi, lại khỉ vớ vẩn khỉ 2 chứ. Ờ. Ra cái gì ở đi. Thật sự như thế luôn. Luôn hết tiền không ra gì cả chứ. Cay thật. Thật sự luôn hết tiền luôn ấy anh em ạ. Luôn hết 50 tiền luôn không ra một cái gì luôn. Quá cay. Thôi lấy cái 2 tia đi. Tí nữa là dồn đồ cho rồng mà đúng không? Lấy 2 tia. Lấy 2 tia. Đây là Glacier Witcher là. Mày quá. Vẫn ăn được. Thực ra cái round 21 này thì cái con Witcher Fallen nó cũng chưa có đồ. Rồng, rồng đi, Dragon Clay. Không có luôn ạ. Hay giải tán ngũ không nhỉ? Trận này có khi giải tán ngũ không ấy. Roll 50 tiền không ra con Dragon Clay nào. Úi dồi ôi, bây giờ mới ra. Tiền không có thì ra. Như trêu luôn anh em ạ. Không có tiền thì nó mới ra con rồng cho tôi. Ôi lóc lại rồi. Bây giờ không có bán cái con gì đâu. Những cái con mà có trên bàn cờ bây giờ là những cái con tất cả đều có thể sử dụng lên game được. Giả sử nhưng mà chúng ta không chơi 5 dòng 9 mét ấy. Ví dụ thế. Đấy, giả sử nhưng mà không chơi được như thế thì chúng ta vẫn có thể là chơi 6 mét kẹp với cả bom, kẹp với cả cả con Phantom Queen.
5 rồng 6 mét. Đây. Lên 10 là chúng ta kẹp được con Phantom Queen vào rồi. Hoặc là bom cũng được. Lúc đam mạnh hoặc là chúng ta có thêm khống chế. Rèn lại thì bây giờ vứt cái gì đi nhỉ? Cái bộ này đã rèn là phải rèn đồ tím anh em ạ. Bình thường không rèn thì thôi, mà rèn thì phải rèn đồ tím chứ không rèn đồ xanh dương. Nhưng tầm này bây giờ thì lấy đâu ra đồ mà rèn đồ tím. Và tôi nghĩ là bây giờ thì chúng ta cũng không lên là rèn. Đấy, mất chuối này. Gặp cửa lai cay nhỉ. 6 mét này nhưng mà 6 mét này nó hơi mỏng anh em ạ. Con già phải lên được 2 sao cơ. Bọn Clyde thì nó sẽ bắt lạt mét ở cái giai đoạn này. Bây giờ chúng ta mới là 6 mét thôi anh em. Chứ còn nếu mà bây giờ mà tôi là 9 mét ấy, thì tôi ngại gì cái bọn Clyde đâu. Clyde sang đây đấm như con. Nhưng mà đấy, cái vấn đề là để được 9 mét thì tức là phải lên được level 11. 5 rồng 9 mét ở level 11 trông nó có vẻ hơi xa. Hơi xa đấy. Ít ra thì cũng ăn được cái thằng Glacier rồi đã. Ok bạn ơi. Thằng này cũng khôn đấy. Thằng này nó không để Witcher anh em ạ. Nó biết là nếu mà chơi với cả những cái nhà 5 rồng thì Witcher là cũng chả có tác dụng gì. Nên nó không để Witcher. Chuyển sang Glacier luôn. Hiện tại tôi còn tối thiểu 6 quyển sách nữa. 6 quyển sách nữa để lên được level 11. Đấy. Còn không là phải 7 quyển. 6 quyển là phải đánh khéo. Đến cái round mà chúng ta up cấp lên ấy, nó thừa ra 2 cái điểm kinh nghiệm ấy, thì đấy nó sẽ thay cho một cái quyển sách. Còn nếu mà chúng ta up cấp mà nó tròn, tức là nếu mà round 29 mà up cấp thì chắc chắn là nó sẽ phải mất 12 quyển. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta up từ round 27 chúng ta up thì là chúng ta chỉ mất 11 quyển thôi. Toàn đồ không dùng đến. Ui rồi ôi. Thôi rồi, đổi luôn nha anh em nhá. Mà tôi đã chia sẻ với anh em là đã đổi là đổi đồ tím. Đấy. Đây rồi. Món đồ tím đầu tiên. Rồ. Ok. Cái bọn mết này thường tôi sẽ onin đồ tím nhiều. Thực ra đồ cam thì cũng cần đấy. Đồ cam thì nó có cái đồ cam nó có tới 3 món cơ. 3 món là cái bộ này nó cũng cần. Đấy chính là cái thứ nhất là cái trượng dập xét này. Cái thứ hai là cái gậy hách. Và cái thứ ba là chính là cái bất diệt. Thì cái món cam là cái món mà cũng cần. Tuy nhiên là ở trong những cái món tím ấy thì nó có nhiều cái món mà chúng ta lấy được hơn. Mà nó cũng tiết kiệm được khá nhiều đồ. Bình thường là chỉ đổi được ví dụ như là một cái món đồ cam, một cái món đồ xanh dương thì chúng ta có thể đổi sang thành hai món tím cũng rất là ngon. Đấy. Ok. Úi ôi, chết rồi. Xòe là phải xòe 2 lần nhá. Chứ con lấy RO mà xòe được 1 lần thì chết. Khiên bảo vệ. Cái khiên này cũng rất là ok nhá. Giúp cho cái bọn mết này nó trâu hơn. Thực ra tí nữa thì cũng sẽ dồn đồ xuống cho con già ở phía dưới thôi anh em ạ. Phía trên này, cái hàng phía trên này chết nhanh lắm. Cái hàng phía trên này chết rất nhanh. Thunder chắc là round nào cũng sẽ bị chết thôi. Ở trên ấy. Nên cái hàng phía trên tôi sẽ chỉ để những cái món đồ tăng cơ phía trên thôi. Chủ yếu là cho con già phía dưới. Con già nó sẽ bắn được 2 đến 3 lần.
2 đến 3 lần, thậm chí là 4 lần trong một round khi mà nó có cái ngọc giảm hồi chiêu. Ok. Lại gặp thằng Clyde này, là chuỗi xanh ấy. Hai lần xòe quạt nhưng mà vẫn không ăn thua anh em ạ. Châu thật sự. Úi dồi, ra ngộ không 2 sao rồi. Nhưng mà tôi bán rồi còn đâu. Như trêu. Hay là đây chính là cái con ngộ không mà tôi bán đi vừa nãy nhỉ. Sao nó quay lại đây nó trêu tôi nhỉ. Trận đấu nhanh thật sự. Hơi tiếc con ngộ không nhưng mà thôi. Tí nữa tôi sẽ dồn đổi cho con rồng anh em ạ. Theo yêu cầu của anh em Nguyễn Duy Minh cơ mà, đúng không? Đấy, clip này ngày hôm nay là clip tri ân anh em Nguyễn Duy Minh. Thì chúng ta phải chơi là co con rồng nhá. Bây giờ lấy con ngộ không vào, xong ngộ không lại ở chuồng, nó buồn cười. Thôi. Đây này, cũng 5 rồng. Cũng là 5 rồng 9m. Ui, sao lại thả thuyền kinh vậy? Ui đi hết rồi, còn có hai nhà lâm rồng anh em ạ. Hai nhà lâm rồng với cái nhà Clyde còn sống. Sida thật sự. Ảo lòi. Tôi sẽ cố gắng là chúng ta kiếm được cái quyển sách ở round 30. Chúng ta sẽ kiếm được 3 cuốn sách. Lên được 11 thì chúng ta sẽ kẹp được thêm khá là nhiều thứ. Nếu mà chúng ta chỉ đánh ở 10 thì không bao giờ lên được cái bộ 9m5 rồng. Mà nếu mà lên được 11 thì 9m5 rồng nó là có, nó là sẽ là có thể thực hiện được. Ơ mạnh rồi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là không cắt chuỗi rồi. Khó. Muốn cắt chuỗi phải già 2 cơ, già 2 rồng 2 cơ. Nhưng mà đây nó là cái cơ sở là vẫn có thể đấm được cái bọn Clyde nhá. Nhìn thế này thôi. Nhưng mà chỉ có như là 3 con lọt. Già chưa lên 2 thôi anh em ạ. Già chưa lên 2 thôi. Rao này vớ vẩn phải up 10 anh em ạ. Thôi. Up lên 10 chơi cho nó an toàn. Quyết tâm lấy được 3 cuốn sách ở round này. Bởi vì vừa rồi nếu mà tôi không lên 10 ấy, thì chúng ta chỉ còn có 5m anh em ạ. 5m kết hợp với cả 3 rồng. 5m kết hợp cả 3 rồng. Tôi sợ không ăn nổi. Ok. Đã Spirit cũng phải mua nhá. Rồi, chúng ta roll 2 sao nào. Già 2 mới ra đi. Dùng 5 đô cũng được, ra dùng 5 đô cũng được. Ra đi. Rồi, trận này đúng kiểu ngũ không độ luôn á. Thôi, lại một lần nữa hết tiền. À đây rồi. Ui được đấy nhở. Thiếu một chút xíu nữa thôi. Rao quái tiếp theo. Rao quái tiếp theo chúng ta có thể lúc đấy sẽ lên được 11. Có thể thôi anh em ạ. Không nói trước được điều gì đâu. À bây giờ từ từ để đổi đồ nào. Đổi đồ đã. Mấy cái viên ngọc mana này bây giờ có thể là chúng ta sẽ vẫn phải giữ lại. Cái lý do tại làm sao tôi lại giữ lại mấy cái viên ngọc mana. Bởi vì có thể là late game ấy chúng ta không có chơi được 5 rồng 9m. Đấy.
chúng ta có thể chuyển sang God Warlock. Mà God Warlock ấy, hay bất cứ một cái bộ nào khác thì nó cũng cần phải có đồ tăng mana. Nên tạm thời thì những cái món đồ tăng mana này tôi cũng chưa dám là vứt đi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta rèn đồ. Những cái món đồ không cần thiết thì tôi sẽ vứt đi nha anh em nhé. Có thể giữ lại 2 viên ma lăng. Giữ lại 2 viên ma lăng cũng được. Ui lấy cái gì đấy? Bất diệt à? Hay cái này? Cái này đánh late game cũng ngon. Găng tay Kira này chính ra nhá. Nếu mà late game mà phải đấu với mấy cái nhà mà... Ơ thằng này tại sao nó lại như này nhở? Ơ phải đài. Thằng này là cũng đang có ý định chuyển sang 5 dòng 9 mét luôn anh em ạ. Nó lại cho tôi cái chuỗi. Thế mình xin nhá. Rồi. Hiện tại tôi ở đây bây giờ là chưa phải 5 dòng 9 mét. Mới chỉ là 9 mét thôi, nhưng mà nó chưa 5 rồng. Bao giờ lên được 11 rồi 5 rồng? Nha anh em nhá. Đấy. Rao này mà ăn được là chúng ta sẽ lên được 11. Và lên được 11 ý, thì chắc chắn nó sẽ là 5 rồng 9 mét. Rốt rao này thôi, chiến thắng rao này là chúng ta sẽ lên được. Con già đồ nó cũng khá là bá chảy đấy. Ây à, con già tôi lại bị hack ạ. Thật. Thề. Vớ vẩn thua này. Không bạn ơi, có RO mà. Ok, vậy là chúng ta lên được 11 và chắc chắn nó sẽ là 5 rồng 9 mét. Cực kỳ khỏe luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. 5 rồng 9 mét. Rồi bây giờ có thể là chúng ta sẽ dồn đồ cho DK. Nếu con DK lên được 2 sao. Đấy. Dragon Clyde lên được 2 sao thì dồn đồ cho Dragon Clyde. Còn cái quả trứng này anh em bảo tôi phải đập cho con Dragon Clyde không anh em ạ? Cái quả trứng này tôi để dành để tôi đập cho con rồng 5 đô. Chứ tội gì mà phải là đập cho con rồng bồ đô gì đâu. Ui dồi, anh em nhìn cả. Thằng này lên được 11 cũng chuyển sang 5 rồng 9 mét này. Vớ vẩn lên được 12 không? 12 tham quá nhỉ anh em nhỉ. Tôi nghĩ là 11 thôi. Chứ còn 12 thì chắc là thôi. Bởi vì bộ này nó cũng chỉ cần 11 thôi mà. Nó cần lên 12 đâu. Đấy, cậu lên được 11 thì tớ cũng lên được 11 rồi. Vậy là bây giờ là chúng ta là như nhau. Coi như là cùng xuất phát điểm ấy. Cả hai đều level 11. Cả hai đều có ý là chuyển sang 5 rồng. Tôi phải kiếm cái BKB hoặc là cái kháng phép mới được. Round này mà có cái BKB là tốt nhất. Đại bác chí mạng. À ui đều. Áo giáp kháng phép cộng 30%. Tôi nghĩ đây chính là cái món chân ái rồi. Rồi, rèn tiếp những cái món đồ không cần nha anh em nhá. Những cái món đồ này là những cái món đồ mà tôi định chuẩn bị để tôi chuyển sang God. Nhưng mà đối thủ của chúng ta trận này nó là cái bộ mết. Anh em ạ, mết kẹp cá. Mết kẹp cá. Vậy đài. Mết kẹp bún cá. Ôi ôi, anh ấy căng đấy. Thôi được rồi, để tôi chuyển đồ cam, tôi đánh với bạn. Lấy thêm món đồ cam nữa. Vệ trích à? Hay hút máu nhỉ?
Con rồng sợ tung trưởng phát chết luôn không nhỉ? Nếu mà có thời gian mà cái găng tay Kira nó mắc tích tần ấy, thì chắc là con rồng của tôi nó vô tư đứng ở trong combat hiên ngang luôn. Rồi đang đưa cái số máu của đối thủ về dần cái vạch xuất phát đấy anh em ạ. Chuẩn bị bằng máu tôi rồi. Mỗi round là cứ xin khoảng chục máu thôi. Tôi nghĩ là round 40 là hết rồi. Trận chơi làm rồng diễn biến nó nhanh lắm anh em ạ. Và phát là bùm, phát là chết hết rồi mà. Tốc độ nó rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta xếp bài. Làm nào ăn được. Chắc chắn ăn được. Ơ sao con Sailing Assassin nó không bị đóng băng nhở? Điêu thật đấy. Rồi tôi lại đang có chuỗi này anh em này. Nhanh thật sự. Ok. Đối thủ bây giờ vẫn chưa đủ 5 con rồng. Tôi không hiểu tại sao lại lại chuyển bài như thế, hay là quá sợ cái bộ này hay không tôi không biết. Nhưng rõ ràng nếu mà Clive lên được 11 thì cũng rất là mạnh mà, đúng không? Clive lên được 11 là chúng ta có 6 Glacier, 6 Clive tối thượng. Rất mạnh luôn. Không hiểu sao lại chọn cái con đường chuyển sang mết để chơi tranh bài với cả tôi. Nhưng mà tranh cái kiểu gì khi mà tôi đã là cái người đi từ đầu. Tôi đã có sẵn cái nền tảng ở bộ này rồi. Chỉ việc là roll lên 2 sao, 3 sao thôi. Chứ còn nó khác. Đó là nó chuyển bài gần như là 100% đội hình xong rồi. Đấy anh em thấy không? Nó có ra gì đâu. Đúng là đủ 5 rồng rồi đấy. 5 rồng nhưng mà cái vấn đề là 5 rồng này đồ toàn đồ đánh tay ạ. Tớ cũng có đồ đánh tay đây này nhưng mà tớ vẫn ưu tiên là đồ bắn trưởng trước. Ui rồi ui. Đấy, anh em nhìn cái con già của đối thủ ấy, đồ như thế thì nó đấm tôi kiểu gì. Nói cho nó nhanh. Nào, ui rồi đi luôn. Đi luôn. Ôi giời. Đã bảo rồi. Chơi thì cứ chơi đi đấy, cứ đam mê. Trận này cứ như kiểu đại chiến 5 rồng ấy à. Mấy cái ông năm rồng toàn sống lết game. Ba cái ông đầu bảng là toàn năm rồng hết đấy anh em ạ. Một lần nữa xin cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh vì những đóng góp của anh em cho kênh Game Today. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Meta Aegisid đã quay trở lại rồi đấy anh em ạ. Aegisid đấm vỡ mõm Fallen kẹp với cả 9 Assassin nha anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ 9 Exit dồn đồ cho Dattlet. Đây là một cái bộ mà tôi không thể ngờ là nó có thể mạnh đến như thế. Đồ thủ nhưng mà lại rất là công. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.